Ơi, ra bà hỏi nè. Dạ, bà hỏi dạ, gì bà vậy bà? Bà thấy mấy đứa hát bài Bắc Kim Thang này hay quá, nhưng mà mấy đứa có hiểu ý nghĩa của bài hát này không? À, cháu hiểu, nhưng mà là hiểu gì chết liền luôn á bà. Cháu cũng vậy. Hay, bà hiểu không? Bà giải thích cho chúng cháu nghe đi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Thiệt ra thì Bắc Kim Thang là một câu chuyện truyền thuyết tâm linh kinh dị, hư cấu có thiệt đâu các cháu. Hả? Có thiệt luôn hả bà? Tò mò quá bà ơi. Bà mau kể cho tụi con nghe đi. Chuyện kể rằng vào năm 1900 hồi đó, tại một gia đình nọ có hai người con, một gái một trai. Người anh tên là Bắc, còn người em tên là Kim. Cháu hiểu rồi. Vậy cái nhà đó sau này để thêm đứa nữa đặt tên là Thang đúng không bà? Không phải, cái thằng quỷ này tài lanh ghê. Im lặng nghe bà kể tiếp khúc này mới ớn lạnh nè. Vào năm 18 tuổi, người anh bị một cơn mạo bệnh. Sau khi hết bệnh trở về thì phát hiện ra cô em gái mình đã mất tích, lúc nào cũng không biết nữa. Kể từ đó, cứ vào khoảng 12 giờ đêm cả nhà đang ngủ thì người anh cứ nghe gian giảng lời than quán của cô em mình ngoài khu vườn trước nhà. Mà khu vườn đó là nơi trồng cà chua, khoai lang, bí rợ mà hồi nhỏ hai anh em hay chơi đùa ngoài đó. Bởi vậy mới có câu Bắc Kim Thang cà lang bí rợ là như vậy đâu mấy cháu. À ha, Bắc là tên người anh, Kim là tên cô em. Mà đêm đêm cậu hay than thở, mà nghe như ai quán nên gọi là Bắc Kim Thang. Còn cà lang bí rợ là các loại củ quả được trồng ở trước nhà đúng không bà? Đúng rồi, giỏi lắm. Đơn giản vậy mà các cháu cũng hiểu được. Nhưng mà cô em mất tích hay bị chết mà hiện hồn về than quán ghê vậy bà? Đó là một bí mật các cháu à. Nhưng cũng do từ nhỏ đọc truyện Conan nhiều nên người anh cũng phần nào suy luận ra rằng em gái mình đã bị chết. Bà là chết quan chứ không phải chết thường à nha. Và người giết hai cô bé không ai khác chính là người thân trong nhà. Ủa, mà sao bà thấy biết hay vậy bà? Thì bởi từ khi cậu ta trở về, tất cả thành viên trong gia đình như ông nội, cha mẹ và người chú đều có những biểu hiện rất kỳ lạ. Ai cũng rất mập mờ, ấp úng khi được hỏi về sự mất tích của cô em gái. Tiến ơi, sao em con mất tích vậy Tiến? Vậy mày nói gì sao tao phải trả lời mày? Chú ba ơi, có phải em con nó chết rồi không chú? Cái đồ vô văn quá, chết là chết sao? Tao đập thấy mẹ mày bây giờ à? Đúng rồi hỡi. Nội ơi, sao cả nhà không ai cho con biết sự thật về em gái của con hết hả nội? À, tại vì con hỏi không có lịch sự nên không ai trả lời con đó. Con phải hiểu là mối quan hệ thân sâu quyết định khá nhiều đến cách giao tiếp và nội dung câu hỏi con được phép đặt. Ủa, thì con là người thân mà nội. Ủa, vậy hả? Chết cha, tao quên mất. Đó, các con thấy không? Do những người thân trong nhà cứ chèo kéo qua lại, không chịu giải thích về sự mất tích của cô em gái, nên trong bài hát mới có câu cột qua kèo rồi kèo qua cột đó. À hiên, cũng khá thuyết phục đó bà, vô cùng hợp lý. Ủa, rồi tóm lại ai đã giết cô ấy hả bà? Ủa, bà đâu có biết. Các con hỏi bà thì bà hỏi ai? Gì kỳ vậy? Tôi tưởng bà kể thì bà phải biết hung thủ là ai chứ. Thì hồi còn sống, bà cũng đâu có biết là ai đã giết bà đâu. Bắc Kim Thang đang chiếu tại các kịch đọc trên toàn quốc.